Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test những cặp loa siêu chép còi mà mình đang còn đấy các bạn nhé. Mình test với lại cặp phân tần 3 way và bát 30 của Onkyo Capture mà bây giờ mình không biết cái model nó là như thế nào nhé. Nhưng mà cặp phân tần này rất là hay các bạn. Đấy các bạn nhìn tụ và quan cảm rất là cao cấp nhé. Đây là mình đang test ở cái vỉ vỉ chép các bạn nhé. Đây là vỉ bát và đây là vỉ mic. Đó, nhìn tụ này rất là cao cấp. Và bây giờ mình sẽ test lần lượt từng cặp một để các bạn nghe chất âm của từng cặp một nhé. Để các bạn lựa chọn. Và mình sẽ báo giá từng cặp một cho các bạn nghe. Mình đang test, đây là test một chiếc loa chép điện. Cặp này hôm trước là mình có báo là 2.800.000 và đã giảm xuống 300.000, còn lại 2.500.000 các bạn nhé. Đó, cặp chép điện của Pioneer PT-R-10A nhé. PT-R-10A đó, các bạn đang nghe. Đây các bạn. Pioneer nhé, PT-R-10A. Cặp này 2.500.000 các bạn nhé. Rồi mình test sang phía bên này. Test sang phía bên này nhé. Đó. Tiếng rất là nhuyễn và mịn các bạn nhé. Tơi. Đấy, tụt ra rồi. Cặp này có giá là 2.500.000 các bạn nhé. Và bây giờ mình test tiếp sang cặp test cặp cặp Fortech này đây. Đây Fortech các bạn nhé. Các bạn nghe cặp Fortech nhé. Rồi. Cặp Fortech này hôm trước thì mình có báo là 6.500.000 và mình đã giảm 300.000 còn 6.200.000 nhé. Đó. Đó, 6.200.000 các bạn nhé. Và tiếp theo đó là cặp này là LOD các bạn nhé. H54H. Cặp này chỉ có 8W thôi các bạn nhé. Công suất là danh định 8W. Đây là công suất nhỏ nhất nhé, không phải là công suất mạnh nhé, 8 ohm. Và đây các bạn cùng nghe. Tiếng rất tốt các bạn nhé. Đó. Rồi một chiếc và chiếc thứ hai. Cặp này hôm trước mình có báo là 2.800.000 và mình đã có giảm rồi nhé. Cặp này giảm 200.000 còn 2.600.000. Tiếng rất là tốt các bạn. Cặp này là LOD các bạn nhé, nằm trong cái thùng loa Hitachi nhé. LOD hay Hitachi là một các bạn nhé. Và tiếp theo đó là đây cặp chép PT-409F nhé, từ Enico rất là to. Đấy, các bạn nghe tiếng rất nhuyễn các bạn nhé. Rồi bây giờ mình test sang chiếc bên kia. Test chiếc bên này nhé. Mình test hết luôn, lần lượt test hết luôn. Cặp này hôm trước mình có báo 4.500.000 và mình đã giảm 300.000 còn 4.200.000 nhé. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình nhé. Rồi bây giờ mình tắt chiếc này đi.
4.200.000. Và tiếp theo đó là cặp này là cặp siêu chép còi của Onkyo các bạn nhé. Cặp này từ cũng từ Enico luôn. Bé thôi nhưng mà tiếng rất là người lớn các bạn. Cái này là gang họng gang hết nhé các bạn nhé, gang đúc hết, củ từ rất là nặng từ Enico. Cặp này thì hôm trước mình có báo là 2.500.000 các bạn. Đây mình sẽ test sang chiếc bên này. Cặp loa là tiếng rất là tốt các bạn nhé. Tất cả đây là hàng từ bên Nhật về nhé, mình bao zin các bạn nhé. Rồi cặp này là mình đã giảm giá xuống còn 2.000.000. Cặp này là 2.300.000. Rồi tiếp theo cuối cùng đó là cặp của Onkyo có cái model là TVK-9A các bạn nhé. Cặp này giá thị trường rất là cao, giá thị trường toàn 5-6 triệu không các bạn. Nhưng mà cặp này của mình á, chỉ có điều là một bên nó bị mất cái khuyên này, khuyên này khuyên bạc nó vành theo cái đường này, bàn mỏng ở đây mà một bên còn, nhưng về mình tháo ra cho hai bên nữa nó như nhau các bạn nhé. Vậy thôi, và cặp này thì mình giao lưu với lại hôm trước thì mình có báo là 3.500.000 và mình đã giảm xuống 300.000 còn 3.200.000 nhé, giá rất tốt. Đó. Các bạn nghe tiếng Onkyo TVK, tiếng rất hay các bạn nhé. Rồi bây giờ mình test nốt chiếc bên này nữa. Rồi cặp này là cũng đã giảm xuống còn 3.200.000 nhé. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ với mình Hải Hà Audio, số điện thoại của mình và Zalo là 0967 165 168. Mình ở Biên Hòa, Đồng Nai và mình ship toàn quốc các bạn nhé. Rồi video test những cặp loa siêu chép mình kết thúc ở đây nhé. Mình xin chân ái chào các bạn.